nơi ngã tư An Sương để chờ gặp sư huynh Nhân Đức Lạ. Thì hôm nay Đức Dũng được biết là sư huynh đang ở trên thành phố Hồ Chí Minh quý vị, cho nên là hôm nay sẵn đi công việc thì gặp sư huynh để mời sư huynh uống cà phê cũng như là tâm sự anh em lâu ngày gặp lại. Thì một chút xíu nữa chúng ta sẽ gặp sư huynh Nhân Đức Lạ nhé quý vị. Đây là ngã tư An Sương, xe đang chạy tấp nập và Đức Dũng bây giờ cũng có tìm cái vị trí của sư huynh mà cũng rất là khó quý vị, bởi vì đường thì hai chiều hai bên có một con lương, cho nên là đi tắt đi qua đi lại giờ tìm cũng rất là khó, cho nên là Tiến Dũng quyết định đứng ngay cái ngã ba đây ngã ba đường để mà chờ sư huynh chạy xe tới. Có lẽ là thêm vài phút nữa thì chúng ta sẽ gặp sư huynh Nhân Đức Lạ nha. Ô chào sư huynh, trời ơi quá xá vậy, vô đây. Trời ơi quá cỡ thằng một nha, qua đây lên thành phố Hồ Chí Minh thoại ngộ cùng với sư huynh cửa. Quá cỡ quý vị ơi. Đây. Vâng, và bây giờ Tiến Dũng sẽ chạy theo sư huynh để mà tìm một cái quán cái gì. Ủa sao sư huynh bọc lại đó rồi tại? Ông lạng đâu vô đó vậy? Ngay ngã tư anh lạng vô đó vậy? Ủa mình vẽ lên đường nào đây? Rồi mời sư huynh vô quán dùng ly nước nha sư huynh. Trời ơi nãy giờ tìm sư huynh chạy quá xa rồi sư huynh ơi. Vậy đồ đạc gì lũ khủ vậy hả? Trời ơi thôi vậy đó hả? Trời dạ. Dạ. Gắn cái mít cho mớ ăn trộm mớ. Vậy hả? Dạ. Quá cỡ rồi. Đây. Đây. Một ngày tìm kiếm từ sáng tới giờ thì anh Tiến Dũng gặp. Trời ơi. Rồi hành lý là đi đâu là chở theo lũ khủ vậy hả sư huynh? Đó ta cho mày trong khủ với thằng Tướng Dũng thằng cái nón làm sẵn đó. Trời ơi. Đâu cái nón này đâu sư huynh? Nón gì? Nón gì? Này bán 5 triệu vô bán đó. Nón đó. Nón nguy hiểm đấy hả? Nón mua rùa. Là sư huynh làm tặng cho đệ luôn hả? Trời ơi. Không bán. Là có ai bán, có ai hỏi mua 5 triệu chưa mà sư huynh không bán? Chưa ai hỏi hết trơn á. Hỏi tao cũng bán nữa, tao để cho Tướng Dũng với trong khủ. Vậy hả? Trời ơi, quá cỡ vậy ta. Rồi. Lấy nước uống coi. Dạ cô làm nước đồ uống con ạ. Để đây làm cho con ly sữa đặc nữa nha. Trời ơi. Coi như là quý vị ơi. Ôi trời ơi sư huynh. Bữa nay cái quạt này là cái quạt mới hay là quạt cũ vậy sư huynh? Quạt có cũ em là chứ mới gì đâu, mua cả mấy năm mà, cả mấy ngàn năm rồi đó. Vậy hả? Trời ơi bữa nay rồi cái túi ba lô cái xấu lắm trước rồi sao bữa nay đeo cái túi cho này. Cho rồi. Vậy? Mới cho rồi. À, hồi qua bên đây cách đây ba bốn cây quay tiếp rồi cho cái túi chỗ nhà ông anh tao mai ba lô đó. À vậy luôn ha, tặng cho ông luôn ha, kỷ niệm hả? Để cho ông mình ta. Sư huynh uống cái gì mà ngộ gì? Cà phê xịt sang bảy sữa. À vậy ha. Uống hồi hồi cho liếm miếng cho uống hết không được đâu. Sư huynh uống cái đi rồi để hỏi sao mà thấy chiếc xe bên đây nó độc lạ quá nè chú Phú. Xe gãy quặm đó, quặm té đó. Chú Phú thấy lạ không chú Phú? Xe này sao nó mọc hai cái sừng lạ quá. Hai cái sừng này là ý nghĩa gì vậy sư huynh? Sừng trâu đó. Sừng trâu. Tao ngu như trâu mà. À vậy ha. Là tiếp tục biến hình tiếp đây. À vậy ha. Rồi, à, coi cho ta. Rồi, giờ sư huynh ăn cơm gì chưa sư huynh? Ăn giờ có ăn gì đâu đói. Ủa, gì hả? Mày điện cái tao chạy tao kiếm mày tao gửi tao chạy ngay chỗ đó tao chạy bà nội xuống dưới kia. Hai anh em mình chạy lòng vòng kiếm tại vì thằng này chạy kiếm nọ đồ phong đường thành phố vòng chạy hoài. Căng quá sư huynh ơi. Phố không căng bằng dưới quê. Mình chạy nó thông qua đường đây bên đây cái là kiếm là bọc là rất là khó. Để tao mặc áo ngực này vô cái coi. Tại cái gì? Áo này của heo linh cho. Gì vậy gì á? Để cho nó đừng có đau lưng không? Áo này áo mới nè ha. Heo linh. Heo linh ha. Đây cái áo này để băng lại cái lưng ha sư huynh. Quá xá ha. Chụp hình đi. Chiếc xe quá lạ anh ha. Chiếc xe có 102 luôn nè quý vị ơi. Bữa nay là gắn lên là hai cái sừng nữa. Rồi sao lại dán cái chiếc dép lên đây là sao vậy sư huynh? Đệ tử tao đó, ông dép nó gách mà nó có hai hổ đẹp quá nè thấy không? Lá xé luôn mày ơi, gách rồi, xé luôn dán ra sao chiếc nữa kìa. Vậy hả? Phải xé ra. Quá độc lạ ha. Rồi. Coi như là cặp đồ rồi kia là đi tới đâu là ngủ tới đó, bộ ngủ bụi ngoài đường hay sao mà sư huynh chở đồ là lũ khủ vậy sao nữa? Ngủ bộ không cái kính hai triệu tao mất hết hai cái luôn rồi đó. À ngủ ngoài đường hả? Thấy kính tao xịn quá đâu muốn lấy luôn rồi tao mua kính rỗm theo mày, không mua kính xịn nữa.
2 triệu bạc. Trời, mua kính vài chục ngàn đây thôi. Ừ, có mắt thì mình mua lại ngàn. Nó cũng đỡ. Ừ. Nóng chết nha, hồi gớt này mất tiêu nè. Nóng nữa hả? Kêu một két đi. Sao mà nóng gì không vô? Sao mà nóng hoài vậy? Mẹ tóc mồ hôi hoài, kêu mượn lấy cái quạt đi. Nè, quạt nè. Mượn cái quạt kia kìa. Gió quạt kia mới giữ. Quạt kia có điện trời. Quạt này không có điện trời, quạt này điện tay hồi mỗi tay. Quá cỡ gì ta. Uống nước đi. Trên xe của sư huynh là đây là một cái bọc này, là sư huynh đựng gì trong này mà để thấy nặng này quá vậy sư huynh? Bọc này nè, bọc anh mới mua đồ đó hả? Mới mua đồ đó. Mới mua gì sư huynh? Mua ba quần đồ nè, để lấy ra 550 ngàn của tao đó. Mua làm cho thằng bộ, mua ba bộ đàng hoàng. Quần áo nghe sư huynh, biết mày lên đi mua điện hay không? Trời dữ dội vậy ta. Súng ống cương không? Cương không? Đem theo một cái gối luôn. Má còn hơn Rambo nữa. Quá cỡ thằng bọc vậy đó hả? Rambo vô đây nó bắn bỏ bà nó già nó bắn hết nổi rồi. Rồi trong cái cặp này là hành lý nữa hả? Hành lý đó. Ừ. Đồ gì mới mua xin ra đâu lấy cho đợi xem coi. Đó, cái chén nè. Chén uống nước á. Con bia đó. Chén uống nước nhưng mà xung cũng sơn màu vô hả tầy? Dữ dội vậy. Lấy vô trong. Đó, kêu bia uống luôn. Rồi. Bia ngủ lại luôn. Quá xá rồi quý vị ơi. Rồi mấy cái chai nước sơn, rồi sơn xong sao không bỏ mà dán lên đây cặp vô đây luôn là sao? Mày thấy giống lụ đạn không? Chạy xe cản cản nắm quăng cái đầu đó. Né coi, để tao tụt quần ra tao thấy à. Làm gì vậy? Móc gì vậy? Thấy coi quẹt cái gì? Trời ơi, để ngoài mắt. Móc hồ quẹt ra hả? Sao không để ngoài mà làm hết hồn vậy sư huynh? Ghê chưa, hộp quẹt bán 10 triệu đó. Chưa bán đó. Hộp quẹt này 10 triệu chưa bán. Hộp quẹt này chắc... có 250 màu sơn nên bán 10 triệu. Chữ sơn hiệu của tay dĩ tổ nước bảy kỳ này không? Vậy luôn ha, nhưng mà chắc không ai dám mua ha. Không ai mua đâu. Mình bán vậy thôi chứ đâu ai mua. 10 triệu ai mua? Mắc quá hả? Mà đại gia chừng nó mua thiệt mày. Mà hộp quẹt này đưa mới vô quán nhậu luôn. Quá cỡ ha, bên ai chơi đồng hồ màu đỏ chót vậy đó hả? Mấy chục ngàn xe nó kìa. Đồng hồ này chú Vinh mua hay là ai tặng? Mua cho đâu, 150 bỏ qua chứng nha, chứ Khanh cho tao mua. Gì hả? Chứ Khanh qua quay lại. Ngày qua chứ Khanh gặp chú Vinh ở đâu chú Vinh? Bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây ha. Tao bến xe miền Tây chạy qua đây đó. Tụi mày nói mày ăn sương tao chạy qua đây đó, thôi qua bến xe miền Tây gần hơn. Gì hả? Vậy mày với quê ghé bến xe miền Tây gần hơn. Tại để đi cái hướng từ ở ăn sương trở về. Cho nên ăn sương đi lên chuyện hả? Để đi Hóc Môn. Hóc Môn chỗ Hóc Môn chỗ đó cũng có ông anh tao đó đó. Nhà ở Đức Huệ Huệ á. Ông anh tao là ngày Lê Xuân Bình ngày xưa làm huyện đội trưởng huyện Hóc Môn á. Giờ lên sương năm rồi. Gì hả? Lê Xuân Bình. Dạ. Ok chân. Có việc người thật việc thật, nói thật ăn thật làm thật. Học ngán như nào chân á. Rồi sao mà mình lại có bữa nay thêm cái bộ gối này mà có thêm cái cây chổi như này nữa là sao vậy sư huynh? Chổi đó đi dọc đường là phủi bụi rồi vậy. Gì đó hả? Quét sạch bụi trần đó không nhớ hả? Lông chổi là để quét sạch bụi trần hả sư huynh? Gậy này đánh chó nè. Gậy này tôi để tôi rút ra không? Đi dọc đường rút ra rút à. Rút kẻ chảy ra, mà chủ vẫn chịu được mấy cây này. Ồ. Cây này là đá em nổi rồi đó. Đó cỡ nha. Có tao. Quá rồi. Lúc nào cũng lũ khủ vậy đó ha. Vậy là hiện nay là sư huynh cũng chưa có thuê được cái phòng trọ nào mà mình ở cố định hay sao mà phải chở đồ là lùm xùm vậy sư huynh? Có nó làm gì, thuê phòng chủ gửi 2 triệu thì thuê mẹ nó cũng được. Mà sao mình không chịu thuê? Nở tiền đâu thuê. Mới mua đồ nữa đó, đó 3 triệu bạc nữa đó. Rồi hổm gà sư huynh coi đi, tự lấy ra coi đi. Đồ này hả, mới mua mấy trăm ngàn nữa hả? 560 ngưỡng đó. Là chế Khanh giúp ngày qua là mua luôn đó hả? Ừ, mua trơn, mua cái máy nghe nhạc đó kìa. Trời ơi, hết sức không? Mua đằng mặt được có đi chứ, đồ tao để dưới quê trơn rồi. Là thành ra là hôm gà là sư huynh cũng chưa có cái chỗ ngủ ổn định mà đi là... Đặt 3 cái điện thoại mà có 3 triệu gửi. Hả? 3 điện thoại mà có 3 triệu gửi. Đặt 3 điện thoại là sao? 3 cái điện thoại, thứ này nè, thứ này nè, có 3 triệu gửi hả? Mua hả, mới mua hả? Ừ, hai đồ TikTok mà, đồ bán giá rẻ luôn. Thấy chưa, lên trên TikTok là bán rẻ đó. iPhone 13 có 1 triệu mấy này có 1 triệu mấy. Nó kêu bà kia gửi tao 1 triệu mấy, 2 triệu mua được rồi, đâu cần nhiều đâu mà. Tại bán mua, bây giờ tao lên idol rồi mà. Vậy là sư huynh mới lấy lên máy đi, bấm cho coi được view, được like của tao. Sư huynh mới lên idol luôn, idol TikTok thôi. Idol thế giới luôn, TikTok dữ dội người ta. TikTok gì?
Châu Phú bữa nay gặp idol hả Châu Phú à? Sao nó giờ không nói tiếng nào chứ gặp Siêu Vinh bảo là như mắc cỡ vậy? Gặp Siêu Vinh thấy một sừng trên hai xe thấy giỏi quá. Nè thấy không? Đăng tiếng 2 ngày, 3 ngày nè. Ồ, oh, dữ giỏi ha. Coi là quê một lây lên nè. Dạ, mới đăng ký mấy ngày mà cũng được khá ha. Mấy cái nick kia phá rồi. Khoát một nửa tiếng hộ lên mấy chục view. Mấy chục ngàn view. 72 ngàn, 78 ngàn. Dạ, dữ giỏi ha. Này hình mẹ bây giờ rồi, khách vô được. Cái kia. Rồi Siêu Vinh không có thuê phòng hay là do mình không có tiền hay là do tiền mình đâu thấy. Có mua đồ cho chân đó, mày mua đàn hồi cho mày bộ. Đó, nón đó. Nón hơn 350 cái đó. Thôi được rồi, đồ này thì Siêu Vinh mua cho những cái việc mặc đi để quần áo để đó rồi cho tiền tao trả tiền thẳng, tao nợ ngoài 650 rồi mới gặp lần đầu nợ. Mới gặp lần đầu mà mua nợ người ta cho luôn. Ừ. Ủa sao ngộ vậy ta? Em nói chuyện với thống lĩnh mà không cho là tao quýnh mày chết. Người ta có biết Siêu Vinh không mà người ta cho? Đợt trước cho cái ấy rồi, cái bình tông rồi 150. Tao còn 50 ngàn. Tao nói bán cho tôi cái bình tông này 50 đi. Cái này tới 150 là ông quay bán 50 mà, mày cho tao luôn đi chứ mày nói chuyện hồi tao cho mày khỏi bán đây bây giờ đó. Đầu móc cho luôn. Ghê chưa? Tao thấy nói nghe nè. Bà con tao cũng ủng hộ cho Siêu Vinh, sao Siêu Vinh không chịu để dành tiền nữa để mà mình qua chứ sống. Cái Thanh nó ủng hộ con chịu gửi tao mua cái máy nhạc rồi. Cái máy nhạc kêu của tao, cái ông kia chạy gách, tao để xe cái ông lấy cái ngon, ông chạy ông lấy luôn mày. Ai? Ông gách, bữa nay bữa. Mình, ông Phạt cũng có nói là tập xong chữ nhẫn niết bàn không cha. Đúng rồi. Cho nên là Siêu Vinh cũng gắn. Tao ngồi trên niết bàn ở đâu nữa. Dạ, nhẫn nhịn đi ha. Tao ngồi trong cái bụng con gì đà. Ông bợ tao vậy nè. Dạ. Tao ngồi trong cái sen của ổng luôn á. Dạ. Còn tụi mày ngồi ngoài sen ổng luôn ngoài. Tao ngồi trong cái sen của ổng á. Tao là chín đúng sườn của Ai Di Đà này nè. Củ lông nó chín đầu đó, tao đó, quả lông đó. Thấy đầu tao giờ không? Được biến rồi. Hình liền, siêu si da liền. mấy màu luôn ha. Dạ. Đưa gờ bàn tay, cái gờ bàn tay ngọc ngà. Nè, thấy không? Cái này đủ. Này 5 triệu chưa bán. Quá cỡ rồi. Dễ kiếm, dễ. Cái này là cái gì mà 5 triệu chưa bán? Tao quýnh vô đi, quýnh mẹ vô gãy tay tao. Cái này là cái gì mà 5 triệu chưa bán vô? 50 ngàn. Nè, mày quýnh vô đi. Đủ cái này đỡ được cái tay mày đó. Cái tay mày nhiêu? Bán 5 triệu không tao mua. Rồi, chứ vòng này là gì nữa? Mấy triệu nữa? Của Na Cha. Nó mấy cái này tao không bán đâu. Đồ tao đeo lên rồi khó lấy ra lắm. Dòng Na Cha được không nha. Nè, cái dòng này của bà cố nội. Nè, mẫu của chữ. Ủa, cái này là cái gì mà thấy giống của bà ngoại đội quá vậy chứ huynh? Cái này là cái này gì vậy? Kim khôi có chữ của Long. Cái cài hả? Kim khôi. Rồi, chữ của Long. Ở đâu đâu xuân nội lên cho đại xem cái coi. Kim khôi. Chưa trung can vò vua hơn bàn. Nay Tây Thương chịu văn thánh phong sắc ắng vò tam thiên thì quyền gì? Thằng ma nể kinh, tao không cần ai nể tao chứ, ma quỷ nể tao thôi. Được. Nè, mẫu của chữ. Ủa, cái này là cái gì mà thấy giống của bà ngoại đội quá vậy chứ huynh? Cái là cái này gì vậy? Kim khôi có chữ Long. Cái cài hả? Kim khôi. Rồi, chữ Long. Ở đâu đâu xuân nội lên cho đại xem cái coi. Kim khôi. Chưa trung can vò vua hơn bàn. Nay Tây Thương chịu văn thánh phong sắc ắng vò tam thiên thì quyền gì? Thằng ma nể kinh, tao không cần ai nể tao chứ, ma quỷ nể tao thôi. Được. Đây tới tháng 7 nè, xả hết nè, coi chừng nè, ra giặt cổ không còn mạng đó. Rồi, dữ dội vậy đó hả chú Minh? Tháng bây giờ là vô tháng 7 rồi, tháng 7 gặp tháng 7 rồi. Tháng 7 bắt đầu xả. Coi tới tháng 8 coi nó làm gì không biết, tại mẹ nó đi, tao không quan trọng. Ai xả chú Minh, ai xả chú Minh? Thiên Hoàng mở cửa các lăng, Địa Hoàng cũng mở mấy tầng một môn. Tháng 7 này bắt đầu mở. Mở luôn. Tháng nào cũng, năm nào cũng mở hết mà mở ít hay nhiều thôi. Nhưng mà tháng 7 này là đặc biệt. Tháng 7 năm nay đặc biệt, năm nay là Bạch Hổ Kim Đai Ấn. Là đặc biệt là tháng 7 này là mở nhiều quá chứ. Năm nay là Bạch Hổ ra đời. Mới bảo vệ nghe hổ có hổ thần canh giữ cũng tiện chứ ngày xưa chưa có, năm nay có rồi đó. Bạch Hổ ra đó. Vậy hả? Năm nay là năm kim. Bạch Hổ. Vậy là cái đầm tháng 7 này năm nay là nguy hiểm hả xưa hả? Hổ lan á thú buông bầy. Nó bay nó xé không còn con. Ừ, nó biết tu rồi xé. Nó thầy cũng nói trước đó mà đâu ai tin đâu. Coi chiếc này xé không? Đi xe đi cổ phải niệm Phật nha, không niệm Phật là xé cái đùng này đó. Đây là mấy cái này sư tử đâu nè. Ngựa sắt đó. Ngựa sắt ha. Ngựa sắt nó đạp thì chết không? Thánh giống ngày xưa có ngựa sắt đâu nhá. Đó. Ngày xưa thánh giống cỡ ngựa sắt cũng là chiếc xe này nè. Rồi Siêu Vinh khuyên bà con người ta đi đường niệm Phật thì Siêu Vinh có niệm không Siêu Vinh? Đi đường Siêu Vinh có niệm không? Tao không niệm, cái đợt rồi tao té sinh sống, tao cái xe gãy 3 khúc, tao tan xác rồi, tao ngồi, tao định trên xe đó.
định luôn, cho nên mới còn giữ được cái hồn cái xác ha. Quá xá hôm gài bực kỳ đó tông cái xe là tanh bành chứ không à. Hai mâm nát bét hết luôn. Ừ. Xe gãy 3 khúc. À. Tao gãy 1 khúc. À, gãy khúc sống ha. Quá nguy hiểm ha chị Bình ha. Đó. Bình thường thôi, gì đâu nguy hiểm. Mấy người thường tao không sợ chết, chứ tao giờ tao sợ chết là tao té 1 lần tao đau cũng sống, tao sợ lắm. Tao nằm đó mà tao ngồi gì không được, mà nó khó chịu chứ. Mày như mấy người mà bị mà tai biến rồi nằm liệt nhật tao cũng khó chịu mình đó. Dạ. Yeah. Thứ này mà đi mà không biết niệm Phật làm cái gỗn cái què dò nằm chỗ đi xe lăn được ha. Khổ lắm. Yeah. Đi mà nữa niệm Phật đi nó không có gì, không có tặng thế gì đâu. À. Không có tặng thế đâu đó, năm nay là giữ sự dằn chừng nào người hiền ra đời ai cũng hiền hết đi thánh đức. Dạ. Chứ không có mà vụ tặng thế giết hàng loạt, có giết hàng loạt đó, corona đó, corona đợt này cũng mạnh hơn nữa. Cần ha. Nhưng mà người nào biết niệm Phật thì không bao giờ nó đụng tới. Để có nhiều bà con ngồi hỏi cái này mới ghê nè. Ngoài sáng đó, sáng để lộn đầu là không thua, không cháy nha, để gì mới cháy nè đó. Chớp dữ ha, có hoàn thánh mà chỗ này nè chú Phú. Chớp nè chú ơi. Lắc đó đây, lắc mới chớp. Quá lấp lánh ha. Một quẹt này mua tới 150 mà sơn nữa là chắc 5 triệu. Cái xe mua 40, mà mua 5 mấy triệu này sơn lên bán 200 triệu. Ngà đó 20 triệu đó. À. Cái ngà trên này 12 triệu nè. Cặp nhà đó thôi là 12 triệu. Là 20 triệu. Là siêu đấu giá. Đấu vậy mua chứ đấu vậy. Thôi. Hà vô người ta mới video. Siêu Vinh mua 20 triệu. 20 triệu là hơi rẻ đó. Đầu tư lên bán xe luôn. Dán cái bụng luôn đó. Thằng nào bẻ đi. Bẻ sừng rồng nó bẻ đi. Dữ dội người ta cặp nhà 20 triệu hả? Không biết xe này xe gì luôn nữa, tôi nhìn tôi hết biết xe gì luôn rồi. Alac hả? Alac. À, chiếc Alac này lúc trước mà chơi Alac thứ xe của anh Dũng đó. Té gãy nè nó đó. Rồi chiếc kia đâu? Chiếc kia Winner để nhà rồi.